Xin chào các bạn. Trong cái video chia sẻ CAD này, mình hướng dẫn các bạn vẽ lại cái sơ đồ thửa đất theo tọa độ ghi trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mình phân lô theo ý mình trên CAD như thế nào ha. Mời các bạn theo dõi. Trong bài này, mình hướng dẫn các bạn là thực hành cái sổ này. Đây, cho các bạn xem qua cái hình ảnh của sổ trước. Xoay cái hình lại. Đây là cái bản tọa độ nè, tức là mình vẽ lại cái sơ đồ thửa đất này, nhưng mà mình nhập đúng theo cái tọa độ này nè. Đây cái bản tọa độ, bản kê tọa độ này, bạn thấy chưa? Thì ở đây tọa độ x, tọa độ y đơn vị là mét ha. Và sau khi vẽ xong rồi á, mình phân lô theo cái hình thù này. Đây. Tức là mình sẽ phân một cái lô chia làm đôi, phân làm hai lô. Tính từ cái cột mốc số 2 xuống là 10 m, còn nở hậu ra 11 m, chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Và ghi chú đầy đủ vào. Rồi, bây giờ các cái bước làm trình tự như thế nào? Các bạn theo dõi kỹ nha. Đầu tiên các bạn khởi động CAD lên. Nên đây là sản phẩm hoàn thiện sau cùng của mình nè. Sau khi các bạn vẽ hoàn thiện thì sẽ được như thế này. Đầu tiên các bạn nhấn vào New, khởi tạo một file CAD mới hoàn toàn. Nhấn New đây nè. Chọn ACAD ISO. Bấm Open. Rồi bạn nhấn F7 bỏ lưới. Mình hướng dẫn từ đầu cho các bạn có thể làm được đó nha. Làm chậm chậm thôi, không có làm lẹ đâu. Tắt cái khối này đi. NAVV Enter. Chọn. Tắt đi. Rồi, trống chỗ rồi. Save file này lại. Bấm vô biểu tượng Save. Rồi chọn vị trí lưu. Vô đây mình lưu vào document, lưu vào desktop luôn đi. Đặt tên, phân lô ngày mấy vậy đó, ngày nay mà hôm nay là ngày 15 tháng 6. Rồi bấm nút save, đặt tên file save. Sau đó các bạn copy cái hình có cái tọa độ vào trong máy tính để mình nhập cho nó tiện. Đây, còn zoom to là cách copy như thế này nè. Nhấn giữ phím Windows, phím Shift và cái phím S. Windows Shift S. Xài Sài Gòn á. Shift S ha. Rồi bạn bao vào cái khu vực cái bản tọa độ VN2000. Xong, mini lại, bật CAD lên. Nhấn Ctrl V dán đại vào chỗ nào cũng được trong đây, nó đại cái là được ha. Rồi bây giờ bắt đầu tiến hành mình vẽ lại cái thửa đất theo cái tọa độ này. Để vẽ bằng nhập lệnh line, L, Enter. Rồi bây giờ bắt đầu tiến hành nhập nha. Lưu ý nhập Y trước X sau. Y là 59 44 64.03, dấu phẩy. Rồi tới X 1325 23232 .85, rồi gõ Enter. Tiếp tục các bạn nhập điểm số 2 59 44 73 .24 phẩy 1325 25 3 .24 Enter. Lưu ý nhập cho đúng nha, trật cái là lát nữa nó sẽ đi trật lát luôn. Rồi tới điểm số 3 59 44 77.94 phẩy 1325 251 .38 Enter. Tới điểm số 4 594503 .46 phẩy 1325 phẩy 132524 1.33 Enter. Tới điểm số 5 5945 22.45 phẩy 1325233 1325233 .89. Bạn nhập đúng thì một lát nó ra rất là chính xác nha. Còn bạn nhập sai thì lát nó vẽ trật.
Rồi, tiếp theo 594522. Chấm. Chú ý dấu chấm chứ không dấu phẩy nha. Cái số lẻ, số là phần, dấu chấm. Chấm 38 nè. Phẩy. Giữa y và x cách nhau dấu phẩy. 1325. 233.71. Mình đang nhập ở điểm số 6 đó, enter. Ở tại điểm số 7. 59 45 20. .43.1325. 228. .9. Enter. Rồi tới điểm số 8. 594513. .12.1325. 210.83. Enter. Bây giờ để quay là điểm số 1, các bạn chỉ cần gõ C enter là nó quay điểm số màu số 1, còn không cần nhập gõ C enter. Rồi cái bảng này không cần nữa, xóa bỏ đi, chọn enter xóa bỏ. Bây giờ muốn thấy cái thử thách á, các bạn nhấp hai lần cái bánh xe của con chuột á, nhấp cho lẹ lên. Đó thì nó gom lại, đây, chính xác luôn. Rồi chỗ nào? Bây giờ mình dán lại cái sơ đồ của cái thử thách vô để mình vẽ thêm mấy cái thử cạnh cạnh đất của cái thử kế bên. Đưa vào để mình vẽ thêm cạnh đất. Đây. Window Shift S. Thì đưa một cái hình nào đó của Windows Shift F. Rồi lên cái rồi xong. Mình vô trong CAD nhấn cộng đồng V rất là tiện ha. Đây. Rồi bổ sung. Mấy cái này bằng vẽ tương đối thôi. Chỗ này là con đường nó dài ra xíu nè. Rồi cho nó dài ra xíu đó. Mấy cái cạnh đất của thửa cái bên đó mà. Này bằng vẽ tương đối thôi. Rồi đây nó còn đi nữa nè. Rồi ngay chỗ này thì đây. Nó bằng rơi cho mắt điểm đàng hoàng nha. Rồi được rồi, đó, mấy cái cạnh cái bên được rồi. Và con đường phía trước này là mình lấy giả sử con đường này đây là vỉa hè 3 m, cái lòng đường 10 m, giả sử vậy thì bạn chỉ cần offset này ra thôi. Này bạn offset cái cạnh này ra, đầu tiên bạn vẽ một cái line trùng với cái cạnh này được chưa? Rồi offset enter 3 m enter, rồi ra giả sử có cái vỉa hè 3 m. Rồi tiếp tục nhấn cái ghép bỏ, nhập offset trở lại enter 10 enter, tức là cái lòng đường 10 mét nè. Rồi hãy kép bỏ enter 3 enter. Đó, chạy được con đường mình như vậy. Rồi còn cái lộ giới này là ở ngoài mép đường, tim đường vô là 20 mét, tim đường vào 20 mét nha, là lộ giới. Tức là từ tim đường này là mình phải vẽ cái đường tim chính giữa. Tim là nhập mình offset enter 5 mét, 5 enter đây, tim đường nè. Tìm đường thì bạn chọn nó chuyển qua cái next center ha, bấm order, bấm load, tìm đến đây gõ send center nè, ok cái chọn center, bấm ok, chọn nó nè, bấm đây chuyển center nè. Rồi, lấy cho nó có cái màu khác đi, nó tìm đường chưa thấy nét đứt đúng không, gõ lts enter, bạn cho anh giá trị này nhỏ thôi, có 0.1 à, đấy 0.1 enter ha. Đấy thì từ tìm đường vào 20 m là chỉ giới quy hoạch giao thông. Enter 20 enter, chọn vô đó chỉ giới quy hoạch giao thông mình hay đó. Rồi cái chỉ giới này thì mình lát mình chú chút xíu mình ghi chú sao. Rồi bây giờ mình tới cái phần ghi chữ, phần vẽ đã xong. Giờ tới cái phần ghi chú cột mốc rồi mình ngăn phân lô luôn. Bây giờ mình có nhu cầu phân một lô từ đây đo xuống đúng 10 m, đây đo xuống đúng 11 m phân lô. L enter, TK enter. Chọn điểm bắt đầu, tắt góc vuông đi, để rõ trên cạnh này, gõ 10, enter 2 lần. Sau đó tiếp tục TK enter tiếp. Bạn cứ dùng TK phân rất là dễ ha. Điểm bắt đầu TK ở chỗ này, tắt cái chế độ thẳng góc đi, để rõ ở đây, trên cạnh xéo á. Nhập 11, enter 2 lần, rồi nó vẽ rồi, enter cái nữa nhả luôn. Như vậy mình đã chia làm 2 lô, đầu 10, đuôi nở hậu 11. Đây là lô còn lại. Giờ tới cái phần ghi chú. Để ghi chú thì các bạn dùng lệnh. Trong quá trình làm việc nhớ save lại. Bạn dùng lệnh T, Enter. Lệnh T để ghi chữ. Mở ra cửa sổ nè. Mặc định chỗ này chữ đang cao 2 mét rưỡi. Mình đang vẽ theo mét mà, tức là đang 2 mét rưỡi.
còn chỉnh là còn tầm khoảng tầm 1.5, lát mình thấy nó lớn quá mình giảm là cũng được không sao hết. 1.5 né đi, enter. Rồi bạn gõ vô bắt đầu cột móng số 1, bấm ra ngoài. Rồi chọn cái chữ này bạn di chuyển vào đúng vị trí bạn mong muốn. Sau đó các bạn copy cái chữ này lấy cái màu khác để phân biệt ha, chọn màu đây. Rồi enter luôn, copy nó đi nè. Chỗ này mình cũng có một cái cột móc nữa nè. Đâu đây cũng có vị trí số 3 nè, số 3 đâu đây nè. Mình cứ copy ra đây, lát mình sửa lại sao. Số 4 nằm đây, số 4 đâu đây nè. Tới đại đây lát mình chỉnh lại sao. Chỗ này có hai cái cột móc 5, 6. Này số 7 nằm đây. Số 8 này nằm đây. Nó kép bỏ, nhấp vô sửa thôi. Này 1, này 2, nhấp đôi và sửa nội dung. Này số 3. Để coi chính xác số 3 nằm đâu, chọn cái à số 3 nằm đây, kéo xe lại số 3 nằm đây nè. Đó. Rồi số 4 có nằm đâu à, số 4 nằm đây. Ok. Lít cái bạn thấy là nó nhấp đôi này, số 4. Rồi đây cột móc số 5. Này cột móc số 6, 5 với 6 nó cận nhau. Này 5 6 nó cận nhau. Bạn thấy chưa? Đó, 5 6 nó cận nhau. Rồi này số 7. Này số 8 nhấp đôi vô. 8. Lăn con lăn là để zoom nhỏ lại. Nhiều bạn mới vẽ két nó không quen, bạn zoom nó nhảy, nó bay tùm lum á, lý do là vậy nè. Tại khi bạn zoom là cái tâm phóng là ngay tâm con rõ, cho nên bạn muốn zoom chỗ nào bạn đưa rõ ngay đó là nó lăn con lăn lên. Được chưa? Chứ bạn muốn zoom chỗ này bạn để rõ cho các bạn zoom thì đương nhiên là nó sẽ biến mất. Mà khi biến mất nhấp đôi con lăn thì nó zoom lại thôi chứ không có gì. Bạn nhớ ha, khi zoom á lăn tới lăn lui là cái tâm phóng là ngay tâm con rõ. Nên mình muốn zoom chỗ nào đưa rõ ngay đó là nó lên zoom lên. Rồi bây giờ mình vẽ cái cột móc nè. Để vẽ cái cột móc chấm tròn như này, chấm tròn tô đậm lên, bằng vẽ một cái vòng tròn, vẽ ra ngoài đi. Cái vòng tròn này bán kính 1 bự quá. Center vòng tròn này bán kính chỉ 0.5 thôi. Vẽ vòng tròn bán kính 0.5 thấy cũng hơi to. Này có còn chỉ 0.3 nè, ok. Rồi bạn ngắn nhỏ nhỏ thôi, rồi sau đó mình tô đậm lên, nhập lệnh H enter. Bấm đây, chọn mẫu solid, ok nè, add big boy. Chọn điểm bên trong enter rồi ok. Bôi chọn nó nhấn Ctrl X, sau đó nhấn tới hộp phím Ctrl nè, Shift V cho ra cái lock luôn. Ok, này lock rồi nè. M enter, move vào đúng vị trí mà muốn. Sau đó copy ra, Cell Enter, chọn Enter điểm đặt này. Thì những vị trí nào mà có cột mốc thì bạn cứ click thôi. Để coi rà bạn thấy nó bắt điểm nha. Này chú ba nè. Rà bạn thấy nó cấn endpoint là biết đó. Rồi, số 5, số 6 rất là cận nhau. Đây, như nó đang nằm đây phải. Đây, ok. 5, 6 gần nhau. Số 7. Số này mà mình mới thêm. Số 8, đủ. Rồi mình mới làm cái móc. Giờ mình ghi kích thước. Để ghi kích thước thì các bạn chạy chuyển vào cái màu khác để ghi kích thước, lấy màu vàng chẳng hạn. Để ghi kích thước thì các bạn gõ DLI enter. Rồi các bạn ghi thôi, lít chuột trái nè. Rồi rê chuột, dùng đi cái cạnh này có bao nhiêu mét. Rồi đi ra à, DAL enter nha, DAL. Bạn ghi trước một cái thước có lớn nhỏ, bạn dùng dim scale mình chỉnh lại sao. Rồi đây. À nhưng mà cái kích thước này mình muốn ghi hiển thị con số thôi chứ không có ra cái đường kích thước này, mình phải chỉnh dim. D enter nè. ISO 5. Bấm modify sửa. Bạn vô đây line nè. Bạn tích chọn, bỏ chọn cái này, chọn cái này, chọn một này, chọn một này, cái là nó bỏ còn số thôi. Bạn qua bên cái tab primary unit, ngay chỗ này lấy số lẻ, đang lấy hai số lẻ được rồi, ok. Qua tab fit sửa lại con số chỗ này cho nó, hoặc để mặc định 1 đi, lát tính có để 0.5 là được rồi, chỉnh là 0.5 ha, do cái tỷ lệ mình vẽ nó cũng nhỏ. Rồi ok, giờ là ok được rồi, bấm close. Rồi ghi DAL enter. Lít chuột trái nè, mình ghi coi nó lớn hay nhỏ đây. Đây mình thấy có số nè, cái số là bạn muốn lớn hay nhỏ, giả sử mình muốn lớn hơn nữa thì bạn gõ dim scale enter, bạn nhìn góc dưới phía bên trái. Rồi, đang 0.5, bạn muốn lớn hơn thì lớn hơn 0.5, có thể 1 thì nó hơi to quá, vậy đó, dùng nó cho 0.7 enter. Rồi xóa bỏ ghi lại nè, DAL enter. Thì ghi thước là DAL. Rồi lít thôi. Nè bạn thấy nè, nó lúc này nó to lên nè, tuy nhiên to quá rồi đó. Dim scale enter, mình thấy 0.5 là được. DAL enter, ghi. Lít chuột trái, cứ dim scale mình thay đổi giá trị thôi.
lít chút trái rồi ra nè, bạn muốn đưa vô trong đưa ra ngoài vậy bằng lít thôi. Rồi ghi tiếp D A L, tiếp D A L, rồi ghi cái kilo này có nó bao nhiêu. Ok, D A L, quý D A L để ghi này, rồi ra ra, rồi ghi khoảng này, ví dụ đây mình ghi luôn khoảng này luôn D A L enter. Đó, ghi phủ món đầu mốc luôn. Rồi khoảng này là 5.38, để cho nó đừng có trồng nhau á, cái số này mình đẩy vô trong đi, rồi cái số cái thứ mình đẩy cho nó xe xe vô đấy, để đưa cái chữ đi chọn nó giữ chuột rồi đưa đi thôi. Rồi tiếp theo ghi tiếp cái đoạn này D A L enter, lấy chục cái đấy, ghi khoảng số 4 này coi bao nhiêu. Rồi để ghi nói tiếp luôn là D C O enter, D C O, không có bằng D A L bắt điểm tiếp cũng được, không sao hết đấy. D A L enter, ghi khoảng cách từ đây đến đây, nãy mình làm 10 mét đó. Rồi cái này nó nói tiếp là D C O enter nè, khoảng này còn lại, ok nhớ nó kép bỏ xong. Vậy là việc ghi kích thước, à, còn cạnh dài D A L enter, đó là ghi cạnh dài của cạnh mình chia nè. Rồi để phía trên nhé. Rồi bây giờ mình ghi chữ, ghi cái chữ là đường rộng 10 mét đi, chọn này. Copy, copy cái chữ có sẵn ra. Rồi bây giờ bạn quay cho nó theo cái đường tim này, gõ Torian, Torian, nhìn cái góc dưới phía bên trái, enter, chọn chữ, enter, chọn hai điểm trên cái phương này, nhấp đôi, nhập nội dung, nhập nội dung, đường rộng 15 mét như vậy. Rồi bấm ra ngoài để cho nó lên cụm hàng, bấm kéo, nắm này kéo, nắm này kéo, rồi canh lại, chọn nó giữ chuột đưa đi thôi. Rồi cái này ghi là chỉ giới quy hoạch giao thông, này là chỉ giới quy hoạch giao thông. RO enter, quay lại, dùng RO canh tương đối cũng được nè. Đó, nhấp vô bôi chỉ giới quy hoạch giao thông. Rồi canh chữ lại, chọn chữ giữ chuột đưa đi nè. Đó, bằng canh chữ là không để như thế nào đó tùy bạn. Rồi mình ghi mấy cái thửa kế bên, copy cái chữ có sẵn này ra. Đây nè, đầu tiên là 1004 nè. Rồi để nó đi, nhấp vô, nhập, Ctrl A nè, 1004, Ctrl A, gạch bấm gạch dưới nó. Rồi copy này ra, C Enter. Ở đây có một thửa nữa nè, đây có một thửa nữa nè, đây thửa nữa. Rồi nhấp vô, Ctrl A, sửa 394, này 819, Ctrl A 819. Rồi qua đây 370, Ctrl A nè, 370, bấm ra ngoài, ok. Đó, cứ như vậy các bạn ghi thoải mái luôn. Còn ghi chú nữa là bạn, các bạn cứ ghi. Tại vì ghi số diện tích, nhờ tính diện tích nữa nè. À, để tính diện tích thì các bạn copy cái phần này ra, lấy cái phần này ra tính nó chính xác được ha. Chứ có mấy cái cột móc nó tính nó bỏ ra nó sẽ sai. Do nãy mình không có tạo lớp mình quản lý nên mình chịu khó mình copy cái phần này thôi. Đó, copy ra C Enter, copy ra. Bôi chọn gõ C Enter, lấy chuột trái cho em đặt di chuyển ra. Rồi tính diện tích nhập lệnh H Enter, add big point nè, chọn điểm bên trong Enter, ok nè, đó, rồi add big point, nó vô trong Enter, ok. Rồi muốn xem diện tích lô nào thì bạn bấm vô lô đó, gõ LI Enter, LI Enter, diện tích là area này 556.3 mét vuông, rồi ghi 556.3 mét vuông, copy cái chữ có sẵn này, chọn cái chữ, gõ cell Enter, lấy chuột trái chứ, rồi nhấp vô nè. Mở ngoặc ra 556.3. Đấy, còn ghi dành ta hiểu là mét vuông rồi ha. Rồi copy xuống. Rồi cái lô này bao nhiêu chọn nó, gõ LI Enter. Lô này là 702.4. 702.4, cần thêm A nè, mở ngoặc 702.4, đóng ngoặc lại. Ok. Rồi, đây đã hoàn thiện, xóa bỏ. Xóa bỏ này đi. Giờ mình làm cái khung. Đầu tiên các bạn vẽ ra tờ giấy A4. A cộng 297.210 enter. Rồi sau đó bạn keo thôi, SC enter, chọn nè, enter, chọn điểm đặt nè, nhấn 0.5 enter, bạn keo sao bạn thấy nó vừa vừa cái khung này được rồi. Rồi mua nó vô, nó còn dư giấy quá, SC enter, chọn keo nhỏ tiếp nè, enter, chọn điểm đặt ngay giữa đi, 0.0
0.7, ok, thấy được rồi, vừa rồi. Keo nhỏ lại thôi, rồi chọn nó nè, giữ chuột bằng canh lại, bằng đưa qua đưa lại bằng canh lại thôi. Rồi ghi cái dòng chữ sơ đồ lô dự kiến, CO Enter, copy cái chữ có sẵn này lên. Để đây, nhấp đôi vô, sửa lại nội dung, đấy, cắt lóc lên, sơ đồ phân lô dự kiến. Rồi bạn mở cửa sổ này ra. Đấy, bạn thấy không? Vẽ này rất là tiện đúng không? Cho nên anh chị cần phân lô thửa đất nhà ở của chính mình để mình kiểm tra diện tích rồi đó cũng rất là tiện lợi ha. Bạn lấy cửa sổ ra bạn làm. Không cần phải nhờ ai hết. Sau đó mình đem hồ sơ này mình nộp cho phòng văn phòng đăng ký đất đai thôi, người ta xem xét ta làm cho các bạn thôi, cũng đỡ được cái chi phí các bạn phải vẽ ha. Rồi mình canh lại cho nó ngay giữa đàng hoàng. Rồi xong, cuối cùng mình in ra nè, xuất ra PDF cách làm nhấn Ctrl B. Ngay chỗ này bạn chọn cái máy in là DWG to PDF, rồi chọn khẩu giấy, nhấn chỗ này là Windows, rồi bắt chéo. Rồi sau đó ngay chỗ này nè, bạn chọn là Mono ROM CTP Z. Bấm vô bên ngay cái nút kế bên, click ngay cái màu color số 7 nè, chỉnh nó cho nó lên khoảng 0.4, 0.5 gì đó là cái nét chính, cái nét ranh giới cho nó đậm lên đó mà. Nói vậy xài cái màu trắng. Rồi giấy của mình giấy len kép, ok, bấm nút center, bấm fit review coi trước gia tăng giấy in hay ok nè. Rồi thấy đẹp rồi, quá đẹp rồi, cái chụp phải và lót cái thì nó sẽ in thôi. Chọn rồi đặt cái tên file, chọn vị trí lưu, nếu bạn in ở máy in thì bạn lại máy in, bạn lấy giấy. Còn cái này nó bằng xuất ra PDF, nó hỏi đường dẫn để bằng lưu. Rồi sau đó bạn đặt tên thôi, ví dụ bên này thực hành vẽ sơ đồ thửa đất. Rồi bấm nút save. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bài thực hành ngày hôm nay. Đó. Các bạn có thể tự làm cho mình một cái hồ sơ rất là tuyệt vời. Cái này bạn thuê ở ngoài vẽ cũng 500-600 ngàn đó. Bạn thấy không, làm nãy giờ đâu có lâu gì đúng không? Rồi cảm ơn các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài chia sẻ tiếp theo. Bạn nào không tự thực hành được thì bạn liên hệ thằng Lê sẽ kèm cho các bạn vài buổi là vẽ được thôi, rất là đơn giản nha. Vẽ phân lô thửa đất này nó thuộc vẽ đơn giản. Anh chị nào cần thì liên hệ với mình. Cảm ơn rất là nhiều ha.